Vài năm trở lại đây, làng nấm Đà Lạt đã trở thành địa chỉ xanh, ghi điểm trong lòng du khách. Không dừng lại ở việc cho du khách tham quan vòng đời sinh trưởng của hơn 11 loại nấm quý khác nhau, làng nấm Đà Lạt đã kết hợp các chương trình ẩm thực từ nấm, rau củ sạch tại trang trại, tạo thành món ăn bổ dưỡng, ngon miệng để phục vụ thực khách. Tất cả đều dùng nguyên liệu rau củ quả được canh tác hữu cơ từ trang trại. Nhiều loại nấm như nấm hương, hồng chi, linh chi, tú trân, mỡ, bào ngư trắng, dotaki, hoàng kim, hầu thủ, hồng ngọc, nấm mèo, nấm phục linh. Kết hợp với các loại thịt sạch, các đầu bếp Đà Lạt đã tạo ra hơn 20 món ăn khác nhau, phù hợp với khẩu vị của nhiều người, đặc biệt mang lại hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Cái thứ nhất là gỏi nấm, cái thứ hai là nấm xào với ớt Đà Lạt, thứ ba là gỏi cuốn nấm, thứ tư là nấm nướng, thứ năm là nấm chiên, thứ sáu là bánh khọt nấm, thứ bảy bánh xèo nấm, thứ tám là lẩu gà nấm, thứ chín là nấm nướng. Nói chung là tất cả những cái món nấm đều để chế biến kết hợp với một ít chất đạm từ động vật như là gà với thịt heo, mà heo ở đây cũng khai thác từ heo rừng, heo không phải heo rừng nhưng mà heo dân tộc người ta nuôi, và gà cũng dân tộc người ta nuôi. Cho tất cả những cái nguyên liệu ở đây đều là xuất phát từ những vườn rau sạch của trại nấm đây. Trước đây thì mình cũng đã từng tiếp xúc và chế biến nhiều loại nấm, nhưng khi hôm nay thì vào trại nấm này thì mình cũng biết được nhiều loại hơn, là những loại nào rất là đặc biệt. Ví dụ như là muối nấm là một loại muối chấm thôi, làm từ nấm khô. Thứ hai nữa là các loại nấm sấy. Nấm sấy có thể mình ăn, mình trộn với xà lách, trộn với rau cũng rất là hợp. Thứ ba nữa có một loại nấm rất là quý hiếm là nấm phục linh. Thì nấm phục linh bữa nay là mình làm cái món là nấm phục linh hầm với giò heo. Và cái giá trị dinh dưỡng cũng như là cái phương thuốc chữa bệnh của loại nấm này là rất cao, rất tốt. Nó có thể là mát gan, ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra thì có những loại nấm như nấm hoàng kim. Nấm hoàng kim thì mình xào với lại thịt heo, rồi nấm mỡ để nướng. Và nấm hồng ngọc thì để đổ bánh xèo và bánh căn. Ngoài ra thì có một loại bánh nữa, bánh tráng miệng là bánh két cũng làm từ nấm luôn, nấm khô, nấm là sấy khô. Đó. Thì qua đây thì cũng thấy trang trại nấm của chị Hoa đây là rất nhiều loại tươi ngon, bổ dưỡng và kết hợp rất được nhiều loại món ăn. Trải nghiệm bức tranh du lịch canh nông ở làng nấm Đà Lạt, kết thúc hành trình, mọi người cùng nhau thưởng thức rất nhiều những món ngon từ nấm giữa không gian thơ mộng của Đà Lạt. Quả là trải nghiệm thú vị.